Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách bắt Smelter, và đây là cách duy nhất đến thời điểm hiện tại vì nó là Pokemon mới xuất hiện. Smelter chỉ có cách bắt qua nhiệm vụ, đó là chụp ảnh AR và tìm thấy nó ở trên bức ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội và bạn sẽ Pokemon Smelter sẽ xuất hiện ngay trước mặt bạn và bạn có thể bắt nó. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì chúng ta vào túi item, chọn chụp ảnh camera này, chọn một con Pokemon bất kỳ, hoặc các bạn có thể vào túi đồ đựng Pokemon, chọn một con Pokemon mà bạn thích. Chọn một con Pokemon mà bạn thích, thì mình cứ thích Pichu đi. Sau các bạn ấn chụp ảnh. Các bạn có AR cộng hoặc AR thường thì cũng đều chụp được nhé. 1 2 3. Các bạn chụp 10 tấm ảnh ở 10 góc độ khác nhau. 4 5 6 7 8 9 10. Ok, các bạn ấn nút quay lại cửa sổ để kiểm tra 10 bức ảnh mà bạn đã chụp. Smelter sẽ random xuất hiện trên 10 bức ảnh này của bạn. Nó sẽ hiện vào bức ảnh bạn đã chụp. Còn nếu không có thì các bạn, nó đã chúc các bạn may mắn lần sau. Các bạn cùng quay lại và chụp một bức ảnh, 10 bức ảnh khác. Cùng tìm kiếm nó nào. Cái này phải dành cho người kiên trì chứ, chứ không phải là một cái được ngay luôn đâu nha. Xin lưu ý với mọi người là phải kiên trì. Bởi vì thực ra mình làm video này là cái nick chính của mình đã làm được rồi, nhưng cái nick phụ này để làm video thì từ nãy đến giờ là gần một tiếng đồng hồ chưa ra. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, ok, quay lại kiểm tra. Nếu xuất hiện Smelter thì nó sẽ cái bức ảnh bạn sẽ có hiển thị nó đây, cái mặt nó, đuôi nó và có nguồn hiệu ứng là zoom 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 cái ảnh của bạn lên, zoom lên, và sau đó nó sẽ yêu cầu bạn chia sẻ. Thôi lại đen rồi, chưa thấy, nó trốn kỹ quá. Đang chúng ta thử lại đi. Nào, theo các bạn thì con gì cho may mắn nào? Con gì sẽ cuốn hút Smelter? Smelter đây. Chakni đi, Chakshay, Chansay đi. Còn con y tá này có khi nó hấp dẫn được nó đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, kiểm tra lại. Rồi, không có nó rồi.
Vâng, nó đây rồi, chính là nó đã xuất hiện trong bức ảnh của chúng ta. Vâng, nó đây rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng quay lại màn hình bản đồ của game. Chúng ta sẽ thấy con Smaug xuất hiện ở trên bản đồ và chúng ta cùng bắt nó thôi. CP của nó là 303, khá cao. Con trước thì mình bắt được 100 nẻ mấy thôi, 120 mấy thôi. Skin thì giống hệt con. Ok, chúng ta đã bắt được nó rồi. Chúng ta hãy kiểm tra skin của nó nào. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mình chúc mọi người cũng may mắn và bắt được nó nhanh chóng chứ đừng như mình. Hình như là hơn 3.000 bức ảnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy like và subscribe.